Kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Cây Giống Anh Trung ạ. Theo yêu cầu của một bác khách hàng thì hôm nay em quay những cái cây cau đã dâm ủ của nhà em nha. Em quay những cái cây cau đã dâm ủ của nhà em cho các cô bác, các anh chị và các bạn cùng tìm hiểu ạ. Những cây này nhà em đã dâm ủ rất là ổn định rồi. Đối với cau ấy thì đối với cái cau ấy thì cau nào cũng thế, thường thì cau thì rất là khó trồng đó, đặc biệt là những cái cây lớn như thế này. Em quay ở đây là cây cau lai lùn nha các cô bác anh chị. Cau lai lùn ạ, là có thể là một số nhà vườn họ bán cái cau này thành cau lùn, nhưng mà thực chất cái này chỉ là lai thôi, chứ nếu mà lùn hẳn thì cũng nó cũng không phải là lùn hẳn. Nhưng những cái cây này thì chỉ mấy bẹ, chỉ nó chỉ tách ra tầm khoảng 3-4 bẹ nó thôi là nó ra hoa nha các cô bác anh chị. Các cô bác anh chị có thể nhìn ở dưới cái thân nó này. Những cái thân nó khi mà nó nở ra nó đã rất là to rồi. Chỉ mấy bẹ, nó chỉ qua mấy bẹ nó thôi là nó ra hoa. Vì thế mà một số nhà vườn họ bán cái cau này thành cau lùn, nhưng mà thực chất thì cái này chỉ là lai thôi nha. Đó. Còn cái cau ấy thì thường thì phải các cô bác anh chị trồng theo hướng. Đó. Bao giờ khi mà người ta đánh cái cau này thì người ta cũng sẽ đánh dấu hướng. Đó. Đây, bằng cách là xịt sơn lên một cái hướng đó. Là cau lai lùn nhưng mà nó cũng là một cái loại cau rất là đẹp đó, và hầu như là ra quả quanh năm nha các cô bác anh chị. Và cái cau này thì các cô bác anh chị có thể vừa trồng làm cảnh và lấy quả, vừa trồng làm cảnh và lấy quả. Như cây của nhà em đây thì hầu như cây nào cũng chiều cao vuốt lá là từ 1m6 đến 2m, từ 1m6 đến 2m. Có những cái cây thấp hơn thì được khoảng 1m2. Thế nhưng cây thì cây nào nhà em cũng dâm ủ ổn định và đã ra rễ rất là khỏe rồi. Các cô bác anh chị mà trồng những cái loại này thì đảm bảo là cây cái tỷ lệ sống và phát triển là 100% luôn. Những cái cây lớn này nha các cô bác anh chị, những cái cây mà cao từ 1m6 đến 2m này này. Đấy, những cái cây ở cái lô lớn này thì nhà em bán 500.000 một cây, chưa bao gồm phí, chưa bao gồm cước nha các cô bác anh chị. 500.000 một cây chưa bao gồm cước. Đó. Các cô bác anh chị mà có nhu cầu thì điện thoại vào số 0977516966. Em sẽ tư vấn và để gửi cho các cô bác anh chị ạ. Với cái cau này thì nhà em chỉ gửi xe khách thôi. Đó. Ngoài cái cây lớn này thì nhà em có cây giống nha, có cây giống cau 4 mùa ấy. Còn cái cau lùn thì cây giống hầu như là không có nha các cô bác anh chị, rất là ít. Rất là ít ạ. Cau giống thì hiện tại nhà em có cau 4 mùa. Và cây giống tầm khoảng 15 đến 20 phân ấy. 15 đến 20 phân là nhà em bán 20.000 một cây nha. Các cô bác anh chị nào mà có nhu cầu trồng ấy thì cứ liên hệ để em tư vấn ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ.